Khi cơn sốt lan đột biến chưa hạ nhiệt, thị trường cây cảnh tiếp tục nóng lên với Monstera, còn được gọi là trầu bà Nam Mỹ, có mức giá từ vài chục triệu đến nửa tỷ đồng mỗi lá. Quả thật là khó tin khi một cây kiểng nhìn như vậy thôi lại có mức giá lên đến nửa tỷ đồng. Thế nhưng quý vị biết không ạ, giá cao là như vậy nhưng không thiếu người mua, thậm chí đến mức cháy hàng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Nóng 24 giờ tìm hiểu thực hư về loại cây bạc tỷ này nhé. Vào các diễn đàn trang mạng về cây Monstera, người chơi dễ dàng bắt gặp sự đa dạng về chủng loại và giá cả được các dân chơi cây kiểng trao đổi mua bán. Bên cạnh mức giá phổ biến từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng mỗi cây, thì nhiều cây Monstera được định giá cao ngất ngưỡng đến tiền tỷ, vì theo người bán đó là hàng hiếm. Theo một số người bán, bên cạnh dòng Monstera xanh, nguyên bản, số lượng nhiều và giá rẻ, thì họ cây này có khoảng 15 loại đột biến về mảng màu và gân lá được ghi nhận có trong tự nhiên, và một số loại đột biến được người chơi đặt thêm những cái tên lạ sau khi cấy ghép từ cây mẹ, còn gọi là var, để thu hút khách hàng. Monstera Min của bạn Định Hàng được thông qua sàn đấu giá trong nước, đó là 1.3 tỷ cho cây trưởng thành 6 lá. Thì về độ đẹp và độ quý hiếm trong thời điểm đó rất là cao, và Monstera Min mắc nhất Việt Nam. Thêm nhiều dòng như là Platinum hoặc là Cream Thái Contention thì vẫn chưa được định giá, đó là nó sẽ xuất hiện rất là nhiều dòng khác nhau nhưng mà chưa được biết tới trong người chơi. Và giá trị nó nằm ở là do người muốn sở hữu nó như thế nào. Tại Việt Nam, cây này du nhập từ lâu nhưng chỉ bắt đầu được chơi nhiều trong 2 năm qua. Đẳng cấp nhất của Monstera là dòng Min có nguồn gốc từ Thái Lan, cây có nền xanh điểm chấm gần trắng. Theo đó, nhiều vườn đã bán ra mua vào với giá hàng trăm triệu, hàng tỷ mỗi cây. Cây càng nhiều lá, giá càng cao. Cụ thể, cây Min có từ 6 đến 8 lá được thị trường định giá khoảng 2 đến 5 tỷ đồng, tức là một chiếc lá có giá tương đương khoảng nửa tỷ đồng. Đã du nhập về Việt Nam rất là lâu, đó là thời trước 20 năm, đó là do Pháp đã mang qua và mình đã sản xuất được Monstera, nhưng mà chỉ có là màu xanh tự nhiên và cây tự nhiên. Và bắt đầu ở đây mà mình do thú vui chơi và những người muốn sở hữu thì mình bắt đầu đã sở hữu được Monstera Thái Contention, đó là một loại đột biến và đặc biệt của Thái Lan. Thì việc mình nhập cây từ đó và từ thỏ mà mới bắt đầu chơi thì một cây nó chỉ giá chỉ khoảng là từ 2 triệu cho size trưởng thành, và bây giờ giá trị đã được nâng lên rất là cao do nhu cầu cung và cầu. Theo nhiều người chơi, giá cây cao vì tình trạng đột biến hiếm gặp, nhiều cây vào sách đỏ thế giới. Tuy vậy, không ít người cũng đặt ra nghi vấn loại cây mới này liệu có đang bị thổi giá như thị trường lan đột biến vừa qua.